Chiều ngày 4 đến 12, lễ trao giải Mama 2019 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Sau khi chương trình diễn ra không lâu, các fan Việt đã vỡ òa cảm xúc khi hai chàng nghệ sĩ Jack and KICM đã được vinh danh tại hạng mục Best New ASEAN Artist Việt Nam, tạm dịch là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Việt Nam tại giải thưởng Mama 2019. Dù không có mặt tại Nhật Bản để nhận giải thưởng, nhưng Jack and KICM đã kịp thời dành những lời cảm ơn cho người hâm mộ đã luôn ủng hộ cho cả hai. Không chỉ vậy, Jack and KICM còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi trổ tài nói tiếng Anh để gửi gắm thông điệp của mình. Với những nỗ lực của Jack and KICM trong năm vừa qua, có thể nói đây là thành quả vô cùng xứng đáng. Hy vọng với giải thưởng này, hai chàng nghệ sĩ trẻ sẽ có thêm nhiều động lực để có thể cống hiến cho khán giả trong thời gian tới. Hoàng Thùy Linh cũng gây bất ngờ toàn tập khi được xướng tên tại thảm đỏ Mama 2019 với giải thưởng Best ASEAN Artist Việt Nam. Đây là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đã làm được trong năm vừa qua. Cũng là niềm tự hào chung của khán giả Việt Nam khi có một nghệ sĩ Việt được xướng tên ở một giải thưởng lớn ở khu vực như thế này. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi Hoàng Thùy Linh không thể có mặt tại lễ trao giải Mama 2019 ngay lúc này để trực tiếp nhận chiếc cúp của chương trình. Tuy nhiên, cô đã gửi lời cảm ơn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đến khán giả Việt Nam và quốc tế trước vinh dự lớn lao này. Với những gì mà Hoàng Thùy Linh đã làm được trong năm 2019, khán giả có thể thấy cô hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp này với hai MV mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam gồm Để Mị Nói Cho Mà Nghe và Tứ Phủ, gây ảnh hưởng tích cực đến đông đảo khán giả. Bên cạnh đó là một album Hoàng nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, sự đón nhận của khán giả vô cùng ấn tượng khi đứng nhất bảng xếp hạng iTunes ở cả bảng album lẫn toàn bộ các track trong sản phẩm. Trước Hoàng Thùy Linh, Best ASEAN Artist Việt Nam từng thuộc về những tên tuổi lớn như Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Hương Tràm.